chia sẻ đến tất cả mọi người đang chăn nuôi ong của cái mẫu thuộc 6 cầu hàng tĩnh điện ở bên cơ sở chúng em. Các bác có thể thấy này, inox chuẩn 100%, trong ngoài là không hút nam châm. Đó, bây giờ em có thể dùng nam châm em thử cho các bác. Trong ngoài là không hút nam châm đâu nhá. Là guồng bên trong và lõi bên trong và cái thùng này là không hút nam châm này. Cái độ dày của cái vỏ thùng bên ngoài ấy, có nghĩa là cái độ dày của cái inox này bên ngoài ấy, là 1 ly các bác nhá, là 1 ly. Và cái trọng lượng tổng thể của cái thùng này, của cái thùng 6 cầu này tính cả chân, đó, đây tính cả chân là 19 cân được không ạ, là 19 cân. Thì so với những cái mẫu trước 14 cân thì mẫu này nó nặng hơn là 5 cân các bác nhá. Đây em có thùng cân luôn cho các bác xem này. Đó, mẫu thùng của bên em lần này cải tiến hơn cho tất cả các bác nào đang nuôi ong nội hoặc ong ngoài các bác nhá. Hàng này là hàng quay được cả cho hai loại ong này. Nếu mà mình ong nội không ấy thì nó sẽ rẻ hơn các bác nhá. Còn đây là hàng mà quay được cả ong nội và ong ngoại. Đó, thì các bác đã đang nuôi theo hình thức là mình nuôi cả ong nội kết hợp với ong ngoại thì có thể là tham khảo cái thùng này. Đây, em có thể quay sát trong này, 19 cân các bác nhá. Hơn 19 cân này. Đó, đây là trọng lượng tổng của cái thùng này các bác nhá. Có bao gồm chân này, chân inox này. Đồ dày rất là dày luôn, chân và cả trong và ngoài của thùng đó. Bây giờ em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác. Những bác nào mà mình đang quan tâm cái hệ mà 4 cầu, 6 cầu hoặc là có thể là 8 cầu thì có thể là hiểu thêm về cái thùng này. Rất nhiều là 100% ấy nước trong ngoài em cũng là thử cho các bác rồi, nam châm không hút được không ạ? Thêm cái phần nữa là bên em làm là bánh răng to này, các bác có thể thấy này. Bánh răng to này, bánh răng to này. Kết cấu là 4 vòng vi này. Đó, các bác có thể thấy này, 1 vòng này, 2, 3 và dưới đáy là 1 vòng. Đáy thì thiết kế hình chóp nón thôi nha. Đáy thùng đi thiết kế hình chóp nón là hàn tích điện này. Đó, khác với những cái dòng vỏ thì các bác có thể thấy này, đây này, mảng inox được cắt ra và hàn di tích điện này các bác này. Cái thùng thì nó kết cấu nó rất là chắc chắn. Đó, từ đáy thùng cho đến thành thùng là hàn tích điện hết các bác này. Đó, nhìn cái này là biết, mình có thể là nhận biết được tại sao em luôn phân biệt cho các bác cái hàng gò với cái hàng hàn ấy nó khác nhau ở chỗ nào. Thì đây là cái mấu chốt của vấn đề các bác nhá. Cái hàng này ấy là di tích điện này các bác thấy không? Cái mấu nối giữa inox. Đây, các bác có thể thấy này, đó, di từ trên xuống dưới này, thành thì được hàn này. Và bên em trà rất là bóng này, đẹp này, đó. Các bác có thể quay được cả cầu 42 và quay được cả cầu 48. Tại sao bên em làm kết hợp như này? Lý do là rất nhiều các bác bây giờ nuôi kết hợp hẳn cả hai loại ong. Ví dụ các bác nuôi ong ngoại có thể quay được cả cho ong nội. Đó, nhưng mà nhiều bác lại nuôi ong ngoại mà mua cái thùng ong nội về, đúng không ạ? Mình nuôi số lượng ong ngoại chỉ vài đàn thôi, nhưng mà chủ yếu là nuôi ong nội. Đó, mình mà mua thùng ong nội thì không thể quay được. Đó, đây là những cái mà rất là nhiều các bác băn khoăn bảo là có thể làm kết hợp được quay cả hai loại ong không, thì cái thùng này nó đạt được cái tiêu chí đấy, đúng không ạ? Quay được cả cầu 48, quay được cả cầu 42, có nghĩa là quay được cả ong nội và ong ngoại cho các bác, đúng không ạ? Em có thể chia sẻ thêm bên trong ấy thì bên em chia cái khoảng cách nó đều nhau. Đó, lát em sẽ trải nghiệm cùng tất cả các bác, đúng không ạ? Cái khoảng cách nó đều nhau nên là khi mà bỏ cầu vào ấy, đặc biệt quay là nó rất là êm, không rung lắc, không ảnh hưởng đến nhóc ong, đúng không ạ? Đó là những cái ưu việt của cái thùng 6 cầu này. Thiết kế chân thì bọn em thiết kế là gồm 3 chân. Các bác có thể thấy này, đây là cái phần đố inox của em gắn chết vào trong thùng luôn. Và chỗ này nó có một con ốc như này. Khi mà các bác nhận thùng về ấy, đó, các bác bóc cái chân này ra và các bác bỏ vào thôi. Đó, 3 chân nhá, vững chắc như kiềng 3 chân. Các bác có thể thấy này, đây là cái chân. Thì cái độ chân này thì các bác tùy độ cao của chân thì các bác có thể tùy chỉnh thôi, được không ạ? Mình tùy chỉnh thôi. Ví dụ nha, các bác mà đặt ở địa hình nó cao, nó dốc thì cũng không cần là chân quá cao. Mình chỉ cần là mình vặn con ốc nó vừa phải thôi, được không ạ? Đó, mình vặn con ốc nó làm sao mà nó phù hợp với cả cái địa hình là được. Đây, chân các bác có thể bỏ vào trong này. Đó, và mình sẽ vặn con ốc này chặt lại là ok, được không ạ? Đó, mình sẽ vặn con ốc này thật là chặt lại. Đó, đây là chân của thùng nhá, cũng thiết kế bằng inox 100%. Ngoài ra ấy, thì bên em có thiết kế cái vòi bên này cho các bác này. Đó, các bác có thể thấy vòi đây. Đây là vòi. Vòi đây là được vòi làm hàn từ inox các bác nhá. Hàn 100% bằng inox, hàn chết vào trong thùng này. Cái này là ống
ống 27 này các bác này. Các bác về các bác chỉ cần là lắp cái cút vào trong này thôi là hoàn toàn là mình có thể là vặn mật được ra. Đó, mình vừa quay và mình có thể là vặn mật được ra cam được không ạ? Đó, rất là hay. À, bên em ấy thì chuyên cung cấp tất cả các cái hệ thống quay từ 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, 8 cầu được không ạ? 10, 12, 16, 18 và cao nhất là 20 cầu. Đó. Như các bác có thể thấy đây là cái hệ 20 cầu này. Đó. 20 cầu này các bác này. 20 cầu này. Kích thước cũng như là cái bánh răng của nó thì cũng khác hơn. Đó. Tất cả những cái loại cùng quay từ những hàng phổ thông cho đến những hàng cao cấp thì bên cơ sở chúng em đều cung cấp. Vậy thì các bác nào mà đang quan tâm những cái mẫu nào thì có thể là liên hệ cái số điện thoại em Hùng để bên góc bên phải màn hình đó, thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Nếu các bác đang mua ít thì mình có thể là chọn những cái mẫu 2 cầu, 3 cầu hoặc có thể là 4 cầu thì quay được không phải đảo. Nếu bác nào đang nuôi nhiều hoặc là có thể đổi sang cái mẫu thùng mới hiện đại thì có thể là cũng liên hệ và bên em sẽ tư vấn cho bác, các bác cái mẫu 6, 8 được không ạ? 10 thì sẽ phù hợp hơn với cả cái quy mô chăn nuôi của bác, để cho khi mà các bác làm mật ong cũng như là bác khai thác mật ong nó tiết kiệm được thời gian này. Và cái thùng của mình ấy nó đẹp ấy, nó đảm bảo được vệ sinh ấy, thì khách hàng người ta cũng rất là thích được không ạ? Mến chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ shop Hùng Mạnh chúng em. Hãy nhớ đăng ký kênh để xem những cái video chia sẻ tiếp theo. Xin chào.